fan hết hồn khi nghe tin Angela Baby đóng Sở Kiều Chuyện 2. Từ đầu tháng 6 đến nay, màn ảnh xứ Trung đang chịu sự càn quét của cơn lốc mang tên Sở Kiều Chuyện. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Lý Thấm và Đậu Kiêu. Vừa qua, Sở Kiều Chuyện đã đạt đến con số 1 tỷ lượt xem online trong một ngày, cũng như liên tục đứng đầu bảng xếp hạng rating CSM 52. Gần đây, dù mới chỉ chiếu đến tập 34, thế nhưng tác phẩm này đã dính nghi án đang chuẩn bị thực hiện tiếp phần 2. Không chỉ có thế, nguồn tin hành lang cho biết nữ chính của Sở Kiều Chuyện 2 là Angela Baby. Trước tin đồn này, người hâm mộ lại được fan dậy sóng. Họ vừa thể hiện thái độ không ủng hộ nhà sản xuất thực hiện tiếp phần 2, lại vừa phản đối việc lựa chọn Angela Baby. Ngôi sao sinh năm 1989 từng góp mặt trong hai bộ phim truyền hình cổ trang là Đại Hán Tình Duyên Vân Trung Ca cùng Cô Phương Bất Tự Thưởng. Trong đó Vân Trung Ca thất bại thảm hại, còn Cô Phương Bất Tự Thưởng dính đủ mọi scandal và thành tích không được như mong đợi. Người hâm mộ bình luận, Angela Baby đẹp thì đẹp thật, nhưng bảo cô ấy đóng một vai nữ chính mạnh mẽ như Sở Kiều có lẽ hơi quá sức. Diễn xuất của Angela Baby tỷ lệ nghịch với nhan sắc, cô ấy vẫn nên tham gia show thực tế thì hơn. Hồi xưa mê mẩn Vân Trung Ca vì Angela Baby quá đẹp, đến khi phim chiếu thì thất vọng hoàn toàn. Angela Baby liên tục sử dụng thế thân trong Cô Phương Bất Tự Thưởng. Đóng một phim cần nhiều cảnh hành động như Sở Kiều Chuyện thì chắc nhiều hoàn toàn đất diễn cho diễn viên đóng thế. Câu hỏi liên quan đến Sở Kiều Chuyện 2 và Angela Baby nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng. Tuy nhiên, theo câu trả lời từ một broker, chuyện này có lẽ chưa thực sự chính xác. Broker này cho biết hiện tại vẫn chưa thấy nhà sản xuất nói gì về phần 2 của Sở Kiều Chuyện. Thêm vào đó, nếu thực sự có phần tiếp theo, chắc chắn Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ không tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, dựa vào quá khứ huy hoàng của Đài Hồ Nam, có khả năng phần 2 thực sự sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Về phần Angela Baby, nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng đang ngừng nhận dự án cổ trang, đồng thời cô đang muốn thay đổi hình tượng trên màn ảnh nhỏ và toàn tâm đóng phim thời đại lập nghiệp cùng nam diễn viên thực lực Hoàng Hiên. Chưa kể, Triệu Lệ Dĩnh đã quá thành công với Sở Kiều Chuyện, phía Angela Baby chưa chắc đã nhận đóng phần 2 để bị so sánh với đồng nghiệp về diễn xuất cùng vai diễn. Sở Kiều Chuyện được truyền thể từ tiểu thuyết của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi, tác phẩm xoay quanh nhân vật nữ chính Sở Kiều cùng quá trình giải phóng nô lệ đầy gian nan của nàng. Khi này, Sở Kiều gặp hai chàng trai là công tử Vũ Văn Nguyệt và thế tử Yến Bắc Yến Tuân. Cứ như vậy, tam giác tình yêu hình thành giữa ba người, đến cuối cùng ai là người đàn ông thật sự dành cho Sở Kiều. Sở Kiều hiện đang phát sóng từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần trên Đài Hồ Nam, Trung Quốc.